Xá lợi từ Đại Bồ Tát tuy trụ bát nhã ba la mật đa nhưng đối với tất cả pháp môn đà la ni chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đối với tất cả pháp môn tam ma địa cũng chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì tất cả pháp môn đà la ni vân vân không có hai tướng. Xá lợi từ Đại Bồ Tát tuy trụ bát nhã ba la mật đa nhưng đối với trí nhất thiết chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng chẳng phải trụ chẳng phải chẳng trụ vì sao vì trí nhất thiết vân vân không có hai tướng xá lợi tử đại bồ tát tuy trụ bát nhã ba la mật đa nhưng đối với thanh văn thừa chẳng phải trụ chẳng phải chẳng trụ đối với độc giác thừa vô thượng thừa cũng chẳng phải trụ chẳng phải chẳng trụ vì sao vì thanh văn thừa vân vân không có hai tướng Xá lợi từ Đại Bồ Tát tuy trụ bát nhã ba la mật đa, nhưng đối với dự lưu và dự lưu hướng quả chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đối với nhất lai bất hoàn A-la-hán và nhất lai bất hoàn A-la-hán hướng quả cũng chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì dự lưu vân vân không có hai tướng. Xá lợi tử, Đại Bồ Tát tuy trụ bát nhã ba la mật đa nhưng đối với độc giác và quả vị độc giác chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Đối với Bồ Tát như lai và Pháp của Bồ Tát như lai cũng chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. Vì sao? Vì độc giác vân vân không có hai tướng. Xá lợi tử, Đại Bồ Tát tuy trụ bát nhã ba la mật đa nhưng đối với bậc cực hỷ và Pháp chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ đối với bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân và pháp cũng chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. vì sao? vì bậc cực hỷ vân vân không có hai tướng xá lợi tử đại bồ tát tuy trụ bát nhã ba la mật đa nhưng đối với bậc phàm phu và pháp chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ đối với bậc trùng tánh, bậc đệ bác bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai và pháp cũng chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ. vì sao? vì bậc phàm phu vân vân không có hai tướng. Xá lợi tử, Đại Bồ Tát, đối với bát nhã ba la mật đa, tùy theo cái chẳng phải trụ, chẳng phải chẳng trụ, lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên học như vậy.